Gia đình sữa bột Brand New xin kính chào quý khách. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam, thương hiệu sữa bột cao cấp Brand New đã ra đời dưới sự cố vấn công thức, giám sát chất lượng là những dược sĩ, bác sĩ đầu ngành, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Với nguồn nguyên liệu nhập khẩu 100% tại Pháp, đóng gói tại nhà máy Thanh Hằng Milk, một trong những nhà máy có trang thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 22000-2005 và GMP, cùng với đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm, Brand New đã cho ra những lon sữa thơm ngon nhất, có giá trị dinh dưỡng cao nhất, phù hợp với khẩu vị và chế độ dinh dưỡng của người Việt. Brand New đã được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam khuyên dùng, được đội ngũ nhân viên y tế sử dụng thường xuyên. Thương hiệu sữa bột cao cấp Brand New là dòng sản phẩm tin cậy cho việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho con người. Hiện diện tại Việt Nam với 9 sản phẩm, Brand New F100 là sản phẩm đặc chế cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sản phẩm không chỉ thơm ngon, phù hợp với khẩu vị của bé mà còn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất, sữa non, beta-lucan, DHA, ARA và các vitamin, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh. Brand New F150 là sản phẩm đặc chế cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi với các thành phần sữa non, DHA, choline, lysine, các vitamin và khoáng chất giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho bé, giúp tăng chiều cao, cân nặng và sức khỏe trí não, tăng sức đề kháng. Brand New F115 là sản phẩm dinh dưỡng có công thức dành riêng cho các bé từ 1 đến 15 tuổi với các thành phần vượt trội canxi nano, DHA, choline, taurin, lysine cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp bé ăn ngon miệng, cải thiện tiêu hóa, phát triển chiều cao, trí não, thị giác và tăng cường sức đề kháng, tăng cân hiệu quả. Brand New F200 là sản phẩm được đặc chế dành riêng cho phụ nữ ở giai đoạn trước khi mang thai, trong quá trình mang thai và sau khi sinh, với các thành phần dinh dưỡng vượt trội như sắt, beta-lucan, DHA, EPA, acid folic và đặc biệt bổ sung FOS giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho mẹ và thai nhi, giúp phòng ngừa thiếu máu, giúp phát triển não bộ, xương và răng cho thai nhi và đặc biệt giúp phòng ngừa táo bón cho mẹ bầu và sau sinh. Brand New F500 là sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu, tốt cho xương khớp, dành cho người mới ốm dậy, người trung niên, người cao tuổi có nguy cơ bị loãng xương, đau nhức xương khớp, người lao động nặng nhọc. Sản phẩm được tăng cường canxi nano, vitamin K2, D, collagen type 2 cùng acid hyaluronic giúp bảo vệ sụn khớp, giảm đau xương khớp và giúp các khớp dễ dàng vận động, phòng ngừa thoái hóa và loãng xương. Brand New F800 là dinh dưỡng dành cho người bệnh cần hồi phục sức khỏe nhanh, người sau phẫu thuật mới ốm dậy, với các thành phần vượt trội, sữa non, beta-lucan, L-lysine, HCL, taurin, enzyme tiêu hóa, FOS cùng các vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, tăng cường tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, tốt cho não bộ, thị giác và tim mạch. Brand New F600 là sản phẩm dành cho người bị tiểu đường type 1, 2, người rối loạn dung nạp glucose, người ăn kiêng, tim mạch và huyết áp. Sản phẩm giúp tăng cường cho sức khỏe, sức đề kháng, tốt cho tim mạch, huyết áp, ổn định đường huyết và ngăn ngừa tối đa các biến chứng của bệnh tiểu đường nhờ được bổ sung các thành phần vượt trội, đường isomalt, FOS, taurin, choline, các vitamin, khoáng phù hợp. Brand New F700 là sản phẩm được đặc chế dành cho người gầy yếu, có nhu cầu tăng cân. Sản phẩm được bổ sung tới 5 enzyme tiêu hóa, amylase, protease, cellulase, lipase, lactase, FOS, taurin, L-lysine, HCL cùng các vitamin và khoáng chất giúp tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu cho người dùng, giúp tăng cân hiệu quả. Sữa viên dinh dưỡng Brand New với thành phần sữa bột, chất xơ, kẽm, canxi, gluconat, vitamin B1, magnesium giúp tăng cường tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, phòng ngừa táo bón và đặc biệt còn giúp tăng cường sức đề kháng, phát triển chiều cao và não bộ. Sản phẩm phù hợp với tất cả các bé từ 2 tới 15 tuổi, đặc biệt là những trẻ lười uống sữa. Sản phẩm luôn có quà tặng hấp dẫn cho người tiêu dùng. Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin dùng dòng sản phẩm sữa bột cao cấp Brand New.